Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Bắc. Chiều 19 tháng 7, cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5-10 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày 20 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Bắc. Với tốc độ khoảng 10 km/h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ 22-23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6. Sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, sóng biển cao từ 2-4 m. Trên đất liền, tình trạng mưa lũ vẫn tiếp diễn tại tỉnh Hà Tĩnh. Từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 19 tháng 7 đã có mưa vừa, mưa to như Hương Lâm 48,4 mm, La Khê 46 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong tối 19 tháng 7, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, các địa phương sẵn sàng ứng phó. Vào 7 giờ sáng 19 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Vào 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông. Trên khu vực giữa biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực giữa và Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m. Ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công điện số 5175 CDBNNDD gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 13-17, từ kinh tuyến 115-119,5, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông. Chỉ trong vòng một tuần, hai cơn áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau hình thành trên Biển Đông. Sự xuất hiện nối tiếp nhau của các cơn áp thấp nhiệt đới đánh dấu mùa bão lũ ở nước ta đã bắt đầu. Trưa nay 19 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin cho biết, áp thấp trên vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, cơn áp thấp nhiệt đới này được hình thành khá nhanh chỉ sau 3 ngày khi cơn áp thấp nhiệt đới trước đó đổ vào vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng và suy yếu. Sự xuất hiện nối tiếp nhau của các cơn áp thấp nhiệt đới đánh dấu mùa bão lũ ở nước ta đã bắt đầu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh hơn, từ 10-15 km/h. Hướng di chuyển từ Tây Bắc chuyển sang Tây Tây Bắc, cường độ duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 mét. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, trưa 19 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện số 5175 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận, các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Các cơ quan nêu trên cũng được yêu cầu tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,0, từ kinh tuyến 115,0 đến 119,5. Nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trong 6 tháng cuối năm. Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2024, ENSO bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina sẽ chuyển sang trạng thái La Nina, gây nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Nhận định về xu thế thời tiết từ nay đến cuối năm 2024, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho rằng, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 80-90%, nguy cơ mưa bão dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khu vực miền Trung. Từ nay đến cuối năm, xuất hiện từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên Biển Đông. Khu vực ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng trong bão và áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 10 đến tháng 12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ, trong tháng 10 năm 2024, nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Để ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm trên, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn. Các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!